Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, nghề đấu giá đất vài năm trở lại đây không phải là một ngành nghề mới. Để biết những người làm nghề này thường đi theo nhóm đến nhiều nơi khác nhau, tạo ra sự ồn ào, sôi động và thậm chí là méo mó thị trường khu vực đó. Đặc biệt phải kể đến sự việc đấu giá đất tại huyện Hoài Đức. Những ngày qua lại một lần nữa trở thành cơ hội cho những người làm nghề này có cơ hội tung hoành Cụ thể, những ngày qua nhiều người không khỏi choáng váng với các phiên đấu giá đất tại vùng ven Hà Nội. Ngày 19 tháng 8, huyện Hoài Đức tổ chức đấu giá 19 lô đất tại khu liền kề 03 và liền kề 04. Thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên thu hút 700 bộ hồ sơ với 400 khách hàng tham gia. Kết quả trải qua 20 tiếng với 9 vòng đấu, lô đất liền kề 0312 có giá cao nhất với 133,3 triệu đồng một mét vuông, gấp hơn 18 lần so với giá khởi điểm. Lô đất này có diện tích 113 mét vuông, như vậy tổng giá trị là 15 tỷ đồng. Các lô liền kề 0306, liền kề 0406 cao thứ hai, đạt 127,3 triệu đồng một mét vuông. 14 lô đất khác có giá trúng từ 97,3 đến 121,3 triệu đồng một mét vuông. Hai lô có giá trúng thấp nhất là 91,3 triệu đồng một mét vuông, gấp 12,5 lần so với giá khởi điểm. Điều đáng chú ý là, ngay sau khi chúng đấu giá đồng loạt các lô đất đều được giao bán tranh từ 250 đến 600 triệu đồng một lô, thậm chí là lô đất trúng giá 133,3 triệu đồng một mét vuông được giao bán tranh tới 800 triệu đồng. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với phiên đấu giá 68 thửa đất tại khu ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội diễn ra sáng mùng 10 tháng 8. Phiên đấu giá này thu hút 4.600 hồ sơ của 1.545 người tham gia. Kết quả phiên đấu giá lô góc có giá trúng cao nhất là gần 100,5 triệu đồng một mét vuông, gấp 8 lần so với giá khởi điểm. Các lô thường có giá trúng 63-80 triệu đồng một mét vuông, gấp 5-6,4 lần so với giá khởi điểm. Ngay sau khi trùng đầu giá, không ít nhà đầu tư đã giao bán trên các hội nhóm với mức tranh là 300-500 đến 500 triệu đồng một lô. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó giá tranh đã hạ xuống còn khoảng 100 triệu đồng. Tính đến ngày 28 tháng 7, huyện Đan Phượng, Hà Nội cũng tổ chức đấu giá 85 lô đất ở các xã Đan Phượng, Hạ Mỗ và Phương Đình với 1.252 bộ hồ sơ nộp và tham gia đấu giá. Kết quả có lô đất tại xã Hạ Mỗ được trả giá lên đến 99,2 triệu đồng một mét vuông khiến nhiều người không khỏi giật mình theo ông phạm đức toản tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản eg việt nam cho rằng các phiên đấu giá gần đây đều không bình thường mặc dù chưa kết thúc phiên đấu giá nhưng những nhóm đấu giá đã bày bán giao bán đất chỉ cần chúng lô đất nào họ sẽ mời khách mua tranh ngay tại chỗ Bên cạnh đó đã có thông tin những đội nhóm tham gia đấu giá đất vốn đã gom được quỹ đất xung quanh với giá rẻ từ trước, lợi dụng đấu giá đất, nhóm lợi ích này đẩy giá đất của họ lên và bán ra kiếm lời. Giải thích nguyên nhân các phiên đấu giá đất gần đây thu hút được nhiều người tham gia, ông Phạm Đức Toàn cho rằng thời gian qua nguồn cung sản phẩm đất nền đầu tư không có mới, chủ yếu đều là hàng thứ cấp hoặc của người dân bán. Thứ hai là luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8 quy định không phân lô tại 105 khu vực nên nhiều người cho rằng giá đất sẽ tiếp tục tăng mạnh. Thứ ba là do giá khởi điểm rất thấp nên tiền cọc thấp chỉ khoảng 100 đến 200 triệu đồng một lô nên nhiều người họ sẵn sàng tham gia theo kiểu xanh chín, nếu chúng sẽ bán tranh lãi vài trăm triệu đồng còn không bán được sẽ bỏ cọc cùng chung quan điểm một thành viên tổ công tác nghiên cứu thị trường hội môi giới bất động sản việt nam vaas cho rằng giá chúng đấu giá đất thời gian gần đây đều cao hơn nhiều so với thị trường khu vực nguyên nhân dẫn đến việc nhiều người đổ xô đi đấu giá đất là do giá khởi điểm quá thấp vì vẫn tính theo phương pháp cũ. Do số tiền cọc thấp nên các nhóm đầu cơ lướt sóng tham gia họ chấp nhận bỏ số tiền thấp nhằm thu lợi nhuận cao từ việc bán tranh. Vừa qua, một số lô đất đấu giá tại Thanh Oai đã phải hạ giá bán tranh, thậm chí cắt lỗ nhẹ để thoát hàng. Các nhóm đầu cơ tham gia lướt sóng thổi phồng giá đất sẽ gây hệ lụy khó lường, không chỉ cho thị trường khu đó mà còn lan tỏa sang các nơi khác. Ông Trung cho rằng giá chúng đấu giá rất cao sẽ khiến cho nhiều người có sự so sánh và tăng giá bán các lô đất xung quanh. Giá bị thổi phòng nhanh gây ra hiện tượng sốt ảo, dù giá giao bán tăng nhưng giao dịch thậm chí không có vì không ai tiếp cận được. Giống như vụ đấu giá đất thủ thiêm trước kia bị đẩy giá quá cao, kéo theo đất xung quanh đều bị thổi phồng, hệ lụy đến nay thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể phục hồi trở lại. Cùng đưa ra quan điểm, ông Phạm Đức Toản cho rằng việc đấu giá đất chúng với giá nhà nước sẽ thu được ngân sách, đây là điều tốt. Tuy nhiên, hệ lụy về sau sẽ rất lớn liên quan đến an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương. Giá chúng cao sẽ đẩy toàn bộ giá đất khu vực xung quanh. Ví dụ một mảnh đất đang được giao dịch với giá 50 triệu đồng một mét vuông, nhưng sau phiên đấu giá chúng lên tới 100 triệu đồng một mét vuông, thì chắc chắn chủ đất xung quanh sẽ đẩy giá lên ít nhất 60-70 đến 70 triệu đồng một mét vuông, từ đó làm cho thị trường nhà đất trong khu vực trở nên méo mó, lũng đoạn những người dân tại địa phương có nhu cầu mua nhà ở trước kia đã khó tiếp cận thì nay càng khó hơn. Ông toàn cho rằng nếu những người chúng không lướt sóng được sẽ xuất hiện tình trạng bỏ cọc hàng loạt tại một số phiên đấu giá giống như giai đoạn năm 2022. Tuy nhiên, với một số lô có giá hợp lý họ sẽ vẫn xuống tiền đủ. Việc này cần đợi tới thời hạn thanh toán tiền mới có cơ sở kiểm chứng. Đặc biệt nguy hại hơn tình trạng giá đất bị thổi phồng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới nhà đầu tư thực hiện các dự án lớn. Nhà nước sẽ dựa trên cơ sở giá đấu giá để định giá đất, như vậy số tiền phải bỏ ra quá lớn, các nhà đầu tư khó có lãi nên họ không làm nữa. Đưa ra giải pháp, vị chuyên gia cho rằng cần định giá đất lại và nâng mức tiền đặt cọc. Bởi những phiên đấu giá gần đây tiền đặt cọc rất thấp nếu những nhà đầu tư có mục đích nắm giữ lâu dài hoặc ở thực họ có thể đặt cọc lớn vì nếu chúng họ sẽ mua nhưng với những người tham gia với mục đích lướt cọc sẽ không dám đặt cọc số tiền cao bên cạnh đó nhà nước cần có biện pháp cấm lướt cọc nhằm hạn chế các đội nhóm đầu cơ tham gia đấu giá từ đó sẽ ổn định được thị trường bất động sản trong khu vực cùng đưa ra giải pháp thành viên tổ công tác nghiên cứu thị trường hội môi giới bất động sản việt nam VARS cho rằng cần phải có biện pháp định giá khởi điểm cao hơn hiện tại. Bên cạnh đó, thay vì tiền đặt cọc bằng 20% giá khởi điểm như hiện nay, thì nâng lên khoảng 30-50%. đến Từ đó, những người có ý định tham gia đấu giá đất với mục đích không tốt sẽ cân nhắc. Ngoài ra, có thể yêu cầu nhà đầu tư chuyển một khoản tiền đảm bảo vào tài khoản của ban tổ chức. Nếu như nhà chúng đấu giá số tiền đảm bảo sẽ được ban tổ chức giữ lại để thanh toán, nếu thiếu nộp bổ sung. Cũng liên quan tới sự việc phiên đấu giá 19 lô đất liền kề 03, liền kề 04 tại thôn Lòng Khúc, tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, kéo dài hơn 19 giờ mới ngã ngũ. Quá trình đấu giá và những bất hợp lý liên quan làm cho mức giá chúng cao hơn 18 lần giá khởi điểm, được đánh giá là bất thường. Chi tiết ra sao cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Cụ thể với giá khởi điểm ban đầu quá thấp, mức chúng cao nhất hơn 130 triệu đồng một mét vuông và tổ chức xuyên đêm được xem là những điểm bất thường tại phiên đấu giá đất ở Hoài Đức. Sau gần một ngày với 10 vòng trả giá, phiên đấu giá 19 lô đất tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức kết thúc vào dạng sáng 20 tháng 8. Các lô đất được đem đấu giá có diện tích 74 đến 118 mét vuông, khởi điểm từ 7,3 triệu mỗi mét vuông. Mỗi giá khởi điểm được xác định bằng đơn giá tại bảng giá đất X. Hệ số điều chỉnh K Tại xã Tiền Yên, theo quyết định 30-2019 của thành phố, đất ở là 3,32 triệu đồng một mét vuông và hệ số ca là 2,2. Với mức giá này thì tiền đặt cọc của nhà đầu tư tương đương 20% giá khởi điểm, trong khoảng 109 triệu đến gần 173 triệu đồng mỗi lô. Để sở hữu lô đất, nhà đầu tư phải trải qua nhiều vòng trả giá. Và với mỗi bước tối thiểu 6 triệu đồng một mét vuông, quy định này nhằm ngăn tình trạng người tham gia thông đồng chúng với giá thấp. Mức khởi điểm thấp từ 7,3 triệu đồng một mét vuông giúp địa phương thu hút lượng lớn người tham dự phiên đấu giá. Tuy nhiên, nó có thể khiến nhà đầu tư sẵn sàng bỏ cọc, không nộp số tiền còn lại trong trường hợp chúng đấu giá quá cao hay không sang tay được. Giá chúng cao hơn 18 lần so với mức khởi điểm được nhìn nhận là cao bất thường. Phiên đấu giá kết thúc sau hơn 18 giờ, hơn chục thửa đất đã trúng với mức trên 100 triệu đồng một mét vuông, trong đó lô cao nhất là 133,3 triệu đồng một mét vuông. Mức này được nhiều nhà đầu tư chuyên gia nhận xét là vượt giá trị thực so với lô đất cùng khu vực. Thực tế tại những vòng cuối thời điểm quá nửa số lô đất được trả lên tới hơn 100 triệu đồng một mét vuông, buổi đấu giá chỉ còn chưa tới 100 nhà đầu tư bám trụ lại, giảm mạnh so với khoảng 500 người ở đầu phiên. Trước đó, một số nhà đầu tư môi giới tại đây dự đoán mức giá chúng cao nhất với thửa có vị trí đẹp có thể quanh 100 triệu đồng. Con số này được đưa ra dựa trên cơ sở giá đất thổ cư tại mặt đường xã Tiền Yên giao bán 70-80 triệu đồng một mét vuông, lô trong ngõ từ 40 triệu đồng. Còn theo dữ liệu của kênh bất động sản vừa công bố, giá đất nền xã Tiên Yên quý 2 được giao bán phổ biến là 43 triệu đồng một mét vuông. Vì vậy đơn vị này đánh giá mức chúng đấu giá cao 2 đến 3 lần so với mặt bằng. Tổng giám đốc công ty cổ phần G Home nhận xét, mức chúng cao nhất gấp hơn 18 lần khởi điểm tại phiên đấu giá đêm 19 tháng 8 ở Hoài Đức có thể do một số hội nhóm hoặc cò đất đến từ nơi khác đẩy giá. Ông chia sẻ đây là hiện tượng không mới. Vài năm trước, có đất từng gây nhiễu thị trường ở một số địa phương như Thái Bình khi giá đất trong thôn lên tới 40-50 triệu đồng một mét vuông. Điểm bất hợp lý nữa là cách tổ chức khiến cho thời gian phiên đấu giá kéo dài xuyên đêm. 10 ngày trước, phiên đấu giá gần 70 đô đất ở huyện Thanh Oai có lượng người tham gia gấp 3 lần phiên ở Hoài Đức với hơn 4.000 hồ sơ nhưng chỉ mất 5 giờ để hoàn thành. Nhưng thực tế sau gần 12 tiếng lúc 22 giờ ngày 19 tháng 8, cuộc đấu giá mới hoàn thành 6 vòng bắt buộc này. Đến 4 giờ 30 phút sáng 20 tháng 8 sau 10 vòng, thừa đất cuối cùng mới tìm được người chúng, khép lại phiên đấu giá. Chậm nhất 3 ngày sau khi có kết quả, người chúng cần nộp số tiền còn lại. Ngoài ra họ cần thanh toán các khoản lệ phí, thuế liên quan như là phí công chứng, trước bạ và một số chi phí khác. Nếu không nộp tiền đúng hạn, người chúng có thể mất tiền cọc và quyền sở hữu đất thời gian đấu giá dài cùng với cảnh dòng người xếp hàng chờ đợi thông tin ở bên ngoài cũng phần nào tạo nên hiệu ứng sợ bỏ lỡ fomo trên thị trường vì vậy nhà đầu tư này đề xuất cơ quan quản lý điều chỉnh cách thức xem xét áp dụng công nghệ để các cuộc đấu giá đất tổ chức sau này diễn ra thuận lợi nhanh chóng hơn những bất hợp lý trong đấu giá đất nhất là giá chúng quá cao theo giới chuyên môn sẽ để lại nhiều hệ lụy tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo